sự phát triển của thai nhi tuần thứ 5. Tại thời điểm này, ở sâu trong tử cung, phôi thai đang phát triển nhanh chóng. Bé có kích thước của một hạt mè và trông như một con nòng nọc nhỏ hơn là một con người, gồm có 3 lớp, ngoại bì, trung bì và nội bì. Sau này, tạo các cơ quan và mô cho cơ thể bé. Lớp thứ nhất bắt đầu phát triển ở ngoài cung là ngoại bì, nơi sẽ tạo ra da, tóc, móng, tuyến vú, mồ hôi và men răng cho bé, đồng thời là nơi ống thần kinh, từ đó não bộ của bé, tủy sống, dây thần kinh và xương sống sẽ hình thành. Trung bì là ở tầng dưới, là nơi tim và hệ tuần hoàn bắt đầu hình thành. Trên thực tế, trái tim nhỏ bé của bé bắt đầu phân chia thành các ngăn và bắt đầu đập và bơm máu. Tầng trung bì cũng sẽ hình thành cơ bắp của bé, sụn, xương và mô dưới da. Lớp thứ 3 hay nội bì sẽ là nơi của phổi, ruột và hệ thống tiết niệu thô sơ, cũng như tuyến giáp gan và tuyến tụy của bé. Trong lúc này, nhau thai và dây rốn sơ khai đã hoạt động, cung cấp dinh dưỡng và oxy cho bé. Bạn và những người xung quanh sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự phát triển đang diễn ra bên trong cơ thể bé, nhưng bạn cũng phải kiêng những thứ có hại cho sức khỏe và sự phát triển của bé như rượu, bia. Bạn có thể nhận thấy một số khó chịu khi mang thai. Nhiều phụ nữ mang thai bắt đầu bị đau ngực, mệt mỏi và đi tiểu nhiều trong những tuần đầu. Bạn cũng có thể buồn nôn ở tuần này, mặc dù thông thường triệu chứng này sẽ xuất hiện trong vài tuần sau. Bạn có thể tiếp tục hoặc bắt đầu tập thể dục. Vận động sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và sức chịu đựng vì số cân nặng của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Thể dục cũng giúp ngăn ngừa một số chứng đau nhức, stress của thai kỳ. Nên chọn những hoạt động an toàn và vừa phải. Bạn có thể cân nhắc môn đi bộ và bơi lội, rất tốt cho phụ nữ mang thai. Những lưu ý trong tuần thứ 5. Hãy để ý những dấu hiệu sớm của thai kỳ như đau ngực, rêm bụng, máu báo, mệt mỏi, quần vú thẫm lại, buồn nôn, đầy bụng hay buồn tiểu. Thông báo tin vui cho chồng và những người thân trong gia đình. Tìm hiểu các biện pháp giảm ấm nghén. Tìm hiểu các bệnh viện, phòng khám tốt và uy tín quanh khu vực đang sống. Tìm hiểu tiền sử bệnh gia đình hai bên, bác sĩ sẽ hỏi điều này khi đi khám thai. Đừng hoạt động các môn thể thao mạnh như chạy, tennis, cầu lông. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 5. Tại thời điểm này, ở sâu trong